tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, theo hãng tin RT của Nga, tờ New York Post của Mỹ vừa đăng tải một đoạn video ghi lại một cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Barack Obama tại lễ tang của phu nhân cố Tổng thống Robert F. Kennedy. Nội dung của đoạn trò chuyện được diễn giải bởi chuyên gia đọc khẩu hình Jeremy Freeman, chủ yếu nói về chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris. Tổng thống Biden nói với ông Obama, bà ấy không mạnh mẽ như tôi. Cựu Tổng thống Barack Obama đáp, tôi biết điều đó đúng, nhưng chúng ta vẫn còn thời gian. Ông Biden nói thêm, đúng vậy, chúng ta sẽ về đích kịp thời. Theo chuyên gia Freeman, không khí của cuộc trò chuyện là vô cùng tích cực, không có dấu hiệu căng thẳng nào giữa ông Biden và ông Obama. Tuy vậy, đại diện của Tổng thống Biden và ông Obama lại phản ứng tương đối gay gắt về thông tin của tờ New York Post. Ông Andrew Best, phát ngôn viên của Tổng thống Biden khẳng định, một người đọc khẩu hình, chỉ có Tổng thống Biden và ông Obama biết rõ họ đã nói gì, nhưng chắc chắn không phải là những gì New York Post đăng tải. Các nguồn tin thân cận với ông Barack Obama không phủ nhận trực tiếp thông tin trên, nhưng nói rằng mọi phỏng đoán đều không có cơ sở. Trong khi đó, các thành viên Đảng Dân Chủ lại tỏ ra phân vân về vụ việc. Một nghị sĩ Dân Chủ nói với New York Post, ngay từ đầu đã có những quan ngại về việc bà Harris không phải là sự thay thế mạnh mẽ cho ông Biden. Trong diễn biến đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa lên đường đến Berlin, Đức để tham gia cuộc họp của Bộ Tứ Châu Âu về cuộc xung đột Ukraine trong bối cảnh Kiev đang hối hả thúc giục đồng minh phương Tây thực hiện các bước khẩn cấp để chấm dứt chiến sự. Cuộc xung đột gia tăng nghiêm trọng ở Trung Đông dự kiến cũng sẽ là chủ đề lớn trong cuộc họp giữa Tổng thống Biden với các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Anh. Phát biểu với phóng viên sau khi hạ cánh xuống Berlin, Đức, ông Biden cho biết, hôm nay là một ngày tốt lành cho thế giới. Tôi đã gọi cho Benjamin Netanyahu, thủ tướng của Israel, để chúc mừng ông ấy vì đã tiêu diệt được Sinwar, thủ lĩnh Hamas. Ông Biden nhấn mạnh, bây giờ là thời điểm để tiến tới một lệnh ngừng bắn ở dải Gaza và đảm bảo rằng chúng ta đang tiến tới một hướng tốt đẹp hơn cho cả thế giới. Đã đến lúc cuộc chiến này kết thúc và đưa những con tin trở về nhà. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói với báo chí trước chuyến công du của Tổng thống Biden, tình hình trên chiến trường Ukraine, diễn biến của cuộc chiến, cách các đồng minh có thể hỗ trợ Ukraine tốt nhất sẽ là vấn đề được thảo luận. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng tới làm tăng cảm giác cấp bách về Ukraine khi chưa có sự chắc chắn nào về quan điểm của cả hai ứng viên Donald Trump và Kamala Harris về vấn đề hậu thuẫn cho Kiev. Thủ tướng Scholz phát biểu trước Quốc hội Đức ngày 16 tháng 10, Đức và Mỹ là những người ủng hộ lớn nhất cho Ukraine trong vấn đề bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nền dân chủ, và chúng ta sẽ tiếp tục như vậy. Ông Scholz nói, nhưng đây là thời điểm mà ngoài việc ủng hộ rõ ràng cho Ukraine, chúng ta cũng phải làm mọi thứ để tìm ra cách khiến cuộc xung đột này không kéo dài mãi mãi. Pennsylvania có nhiều khẩu hiệu và biệt danh như tiểu bang Keystone, bang độc lập, quê hương của bia, sô-cô-la, tự do và Taylor Swift, và bây giờ là trung tâm của vũ trụ chính trị. Theo phân tích gần đây của nhà thống kê chính trị Nate Silver, cách Pennsylvania biến động bầu cử vào ngày 5 tháng 11 có thể sẽ quyết định nhà lãnh đạo tiếp theo của nước Mỹ. Nếu bà Kamala Harris giành chiến thắng ở tiểu bang này, tỷ lệ bà vào Nhà Trắng sẽ đạt 91%. Nếu ông Trump thắng, tỷ lệ của ông sẽ tăng vọt lên 96%. Đó là mức độ quan trọng của 19 phiếu đại cử tri mà Pennsylvania nắm giữ. Cần tối thiểu 270 phiếu để giành được đại cử tri đoàn. Và tiểu bang này là thước đo toàn quốc về hiệu suất của từng ứng cử viên với các cử tri phải thắng. Hầu như mọi cuộc thăm dò toàn tiểu bang được tiến hành tại Pennsylvania trong tháng qua đều cho thấy sự cân bằng về mặt thống kê trong cuộc đua giành chức tổng thống. Thu nhỏ lại, bản đồ bầu cử của Pennsylvania trông rất giống với bản đồ của cả nước Mỹ. Những mảng lớn màu đỏ của Đảng Cộng Hòa ở vùng nông thôn, vùng trung tâm của tiểu bang và những mảng màu xanh đậm của Đảng Dân Chủ ở phía đông và phía tây biểu thị các trung tâm dân số. Pennsylvania phản ánh sự sắp xếp lại chính trị của cả hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong hơn một thập kỷ qua. Người Mỹ chủ yếu là người da trắng, lao động chân tay đã chuyển sang Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, những người thành thị giàu có đã biến Đảng Dân Chủ, vốn trước đây là cơ sở của tầng lớp lao động, trở thành đảng của những người có trình độ đại học và những người ít có khả năng theo đạo.
nhưng Đảng Dân Chủ vẫn giành được 49% số người không có trình độ đại học và tỷ lệ phiếu bầu của họ ở vùng ngoại ô đang tăng lên. Tuy nhiên, không ứng cử viên tổng thống nào đang bỏ qua các khu vực bầu cử quan trọng ở Pennsylvania. Nhóm bà Harris đã mở 50 văn phòng chiến dịch trên khắp Pennsylvania trong nỗ lực thâm nhập vào các cộng đồng bảo thủ, nông thôn. Trong khi đó, ông Trump đã có bước tiến lớn với các cử tri da màu và có vẻ như ông đang trên đường giành được sự ủng hộ cao nhất từ các cử tri da màu so với bất kỳ ứng cử viên tổng thống Cộng hòa nào trong lịch sử. Với tư cách là giải thưởng bầu cử lớn nhất năm 2024, không có tiểu bang nào được đầu tư nhiều tiền mặt và sự chú ý hơn Pennsylvania. Hai đối thủ Harris và Trump đã đi khắp tiểu bang trong nhiều tháng qua. Bà Harris và đồng minh của bà đã chi 21,2 triệu đô la Mỹ cho các quảng cáo chính trị ở Pennsylvania, gấp 3 lần số tiền họ chi ở Georgia, gấp đôi số tiền chi ở Michigan và gấp 18 lần số tiền họ chi ở Bắc Carolina. Để tương xứng, ông Trump và các đồng minh của ông đã chi 20,9 triệu đô la Mỹ ở Pennsylvania, gấp đôi số tiền họ chi ở Georgia, gấp 3 lần số tiền chi ở Michigan và gấp 8 lần số tiền họ chi ở Bắc Carolina. Tiền đã được đổ vào vô số quảng cáo về nhiều vấn đề tiêu cực mà người Mỹ nói chung phải đối mặt, bao gồm lạm phát và khủng hoảng chi phí sinh hoạt, tội phạm, phá thai và nhập cư. Bên cạnh đó, cuộc xung đột ở Ukraine là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với cộng đồng người Ba Lan đông đảo ở Pennsylvania trong nỗ lực của Đảng Dân Chủ nhằm khai thác những lo ngại về Nga. Nếu cuộc đua giành chức tổng thống của Pennsylvania diễn ra trong căng thẳng như các cuộc thăm dò cho thấy, người chiến thắng có vẻ không được công bố ở Pennsylvania hoặc trên toàn quốc vào đêm bầu cử với việc kiểm phiếu vắng mặt và ở nước ngoài và khả năng kiểm phiếu lại. Quá trình này có thể kéo dài trong nhiều ngày, nếu không muốn nói là nhiều tuần. Đó là lý do tại sao cả hai bên đều đã thuê luật sư để chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý. Năm 2020, Tòa án tối cao Mỹ đã từ chối can thiệp vào một vụ án ở Pennsylvania liên quan đến việc kiểm tra các quy tắc xung quanh thời điểm vẫn có thể kiểm phiếu qua thư. Tuy nhiên, các khía cạnh khác của giao thức bầu cử hoặc tính toàn vẹn của lá phiếu vẫn có thể lại bị thách thức ở năm nay. Việc bà Harris hay ông Trump trở thành tổng thống sẽ phụ thuộc vào việc các ngôi sao chính trị của họ có tỏa sáng hay không. Dù thế nào đi nữa, những ngôi sao đó đều xoay quanh Pennsylvania, trung tâm của vũ trụ chính trị. Theo khảo sát mới nhất được công bố bởi Đại học Tư thục Quinnipiac, ông Donald Trump đang có tỷ lệ ủng hộ từ cử tri nhiều hơn 7% so với bà Kamala Harris ở bang Georgia của Mỹ. Tucker Hill dẫn số liệu khảo sát được Đại học Tư thục Quinnipiac công bố vào ngày 16 tháng 10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ từ cử tri bang Georgia dành cho ông Donald Trump đang là 52%, trong khi đó con số này ở ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris chỉ đạt 45%. Các ứng cử viên khác như chính trị gia Jill Stein từ Đảng Xanh hay Jay Oliver từ Đảng Tự Do đều có tỷ lệ ủng hộ khoảng 1%. Cũng theo khảo sát trên, ông Trump cũng nắm sự ủng hộ nhiều hơn so với bà Harris 7% ở mảng cử tri độc lập, với tỷ lệ lần lượt là 49% so với 42%. Có 4% cử tri độc lập chưa quyết định bầu cho ai. Đối với các ứng viên Stein và Oliver, mỗi người dành 2% tỷ lệ ủng hộ. Khi được hỏi liệu ai sẽ làm tốt hơn trong việc xử lý các vấn đề kinh tế, có 55% cử tri bang Georgia tham gia khảo sát nói rằng ông Trump làm tốt hơn, trong khi tỷ lệ này ở bà Harris là 43% với vấn đề nhập cư. 57% cử tri được hỏi nói ông Trump sẽ xử lý ổn thỏa hơn, trong khi có 41% cử tri lại ủng hộ bà Harris. Về vấn đề ai thành thật hơn, giữa hai ứng cử viên Cộng hòa và Dân chủ, có 44% cử tri ở bang Georgia nói ông Trump thành thật hơn, trong khi đó con số này ở bà Harris là 42%. Theo The Hill, cuộc khảo sát trên của Đại học Quinnipiac được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 với 1.328 cử tri tới từ bang này tham gia. Kết quả khảo sát được công bố chỉ một ngày sau khi hơn 328.000 cử tri của bang này đi bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống Mỹ. Bang Georgia hiện nắm 16 phiếu đại cử tri và số phiếu này đều rất quan trọng với cả ông Trump và bà Harris. Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 16 tháng 10 với đài Fox News, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã phải đối mặt với những câu hỏi về cách thức chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía Nam, tình trạng sức khỏe tinh thần của Tổng thống Biden và việc sử dụng tiền thuế của người dân để phẫu thuật chuyển giới cho các tù nhân cần chuyển giới. Trong cuộc trả lời phỏng vấn kéo dài gần 30 phút,
bà Harris cho rằng làn sóng nhập cư gia tăng chủ yếu là do chính quyền trước đây của Đảng Cộng Hòa đã thiếu hành động nên không thông qua được dự luật nhập cư lưỡng đảng. Việc đảo ngược chính sách nhập cư của chính quyền cũ là một thách thức đối với chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Biden. Tuy nhiên, bên cạnh đó bà Harris cũng nhấn mạnh, nếu được bầu làm Tổng thống Mỹ, chính quyền của bà sẽ không chỉ đơn thuần tiếp tục các chính sách hiện tại. Liên quan đến sức khỏe tinh thần của Tổng thống Joe Biden, bà Harris khẳng định ông Biden có đủ phán đoán và kinh nghiệm để trở thành Tổng thống, không giống như cựu Tổng thống Donald Trump, đối thủ của bà trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới. Về chủ đề sử dụng tiền thuế của người dân phẫu thuật chuyển đổi giới tính cho tù nhân chuyển giới, bà Harris khẳng định sẽ luôn tuân thủ luật pháp trong vấn đề này. Đồng thời lưu ý rằng các phương pháp tương tự cũng từng được áp dụng dưới thời của cựu Tổng thống Trump. Đây là lần đầu tiên bà Harris xuất hiện trên Fox News với tư cách ứng cử viên Tổng thống và là một phần trong kế hoạch của bà nhằm gửi lời kêu gọi trực tiếp tới các cử tri trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trước đó, bà Harris vừa hoàn thành chiến dịch tranh cử tại bang chiến trường Pennsylvania. Trong diễn biến khác liên quan đến kế hoạch tranh cử của bà Harris, ngày 14 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã công bố một kế hoạch nhằm mang lại cho nam giới là người da màu có thêm nhiều cơ hội kinh tế hơn để phát triển, trong nỗ lực giành được thêm sự ủng hộ từ khối cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới. Kế hoạch của bà Harris cũng bao gồm cung cấp các khoản vay kinh doanh có thể xóa nợ cho các doanh nhân da màu, tạo ra nhiều chương trình học nghề hơn, cũng như nghiên cứu thêm về các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến nam giới người Mỹ gốc Phi. Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 16 tháng 10 với đài Fox News, Phó Tổng thống Kamala Harris phải đối mặt với những câu hỏi về cách chính quyền Tổng thống Joe Biden đang phải giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía Nam, tình trạng sức khỏe tinh thần của Tổng thống Biden và việc sử dụng tiền thuế của người dân để phẫu thuật chuyển giới cho các tù nhân cần chuyển giới. Trong cuộc trả lời phỏng vấn kéo dài gần 30 phút, bà Harris cho rằng làn sóng nhập cư gia tăng chủ yếu là do chính quyền trước đây của Đảng Cộng Hòa đã thiếu hành động nên không thông qua được dự luật nhập cư lưỡng đảng. Việc đảo ngược chính sách nhập cư của chính quyền cũ là một thách thức đối với chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Biden. Tuy nhiên, bên cạnh đó, bà Harris cũng nhấn mạnh nếu được bầu làm Tổng thống Mỹ, chính quyền của bà sẽ không chỉ đơn thuần tiếp tục các chính sách hiện tại. Liên quan đến sức khỏe tinh thần của Tổng thống Biden, bà Harris khẳng định ông Biden có đủ phán đoán và kinh nghiệm để trở thành Tổng thống, không giống như cựu Tổng thống Donald Trump, đối thủ của bà trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới. Về chủ đề sử dụng tiền thuế của người dân phẫu thuật chuyển đổi giới tính cho tù nhân chuyển giới, bà Harris khẳng định sẽ luôn tuân thủ luật pháp trong vấn đề này, đồng thời lưu ý rằng các phương pháp tương tự cũng từng được áp dụng dưới thời của cựu Tổng thống Trump. Đây là lần đầu tiên bà Harris xuất hiện trên Fox News với tư cách ứng cử viên Tổng thống và là một phần trong kế hoạch của bà nhằm gửi lời kêu gọi trực tiếp tới các cử tri trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trước đó, bà Harris vừa hoàn thành chiến dịch tranh cử tại bang chiến trường Pennsylvania. Ngày 14 tháng 10 vừa qua, Phó Tổng thống Harris công bố một kế hoạch nhằm mang lại cho nam giới và người da màu có thêm nhiều cơ hội kinh tế hơn để phát triển trong nỗ lực giành được thêm sự ủng hộ từ khối cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới. Kế hoạch của bà Harris gồm cung cấp các khoản vay kinh doanh có thể xóa nợ cho các doanh nhân da màu, tạo thêm nhiều chương trình học nghề hơn nữa, cũng như nghiên cứu thêm về các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến nam giới người Mỹ gốc Phi. Cụ thể, nếu trở thành Tổng thống, bà Harris sẽ phân phối 1 triệu khoản vay trị giá lên tới 20.000 đô la Mỹ nhằm xóa nợ cho các doanh nhân da màu cũng như những người khác có ý tưởng kinh doanh khả thi. Các khoản vay này được cung cấp thông qua cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ, chính quyền địa phương và các ngân hàng với cam kết phục vụ cộng đồng của mình. Ngoài ra, Phó Tổng thống Harris đặt mục tiêu cung cấp các ưu đãi của liên bang nhằm khuyến khích nhiều nam giới người Mỹ gốc Phi tham gia đào tạo để trở thành giáo viên. Theo số liệu thống kê cho thấy, nam giới da màu chỉ chiếm khoảng 1% số giáo viên trường công trong năm học 2020-2021 tại Mỹ. Bà Harris có kế hoạch mở rộng các chương trình liên bang hiện có nhằm xóa nợ cho các khoản vay giáo dục, từ đó khuyến khích thêm nhiều nam giới da màu tham gia vào nghề giáo viên hơn nữa. Bên cạnh đó, bà cũng muốn tạo thêm nhiều chương trình học nghề và cơ hội cấp chứng chỉ trong cộng đồng này. Một cuộc thăm dò gần đây do Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề cộng đồng thực hiện cho thấy khoảng 70% cử tri da màu có quan điểm tích cực về bà Harris, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với khả năng lãnh đạo của bà so với đối thủ Donald Trump về các vấn đề chính sách quan trọng như kinh tế, chăm sóc sức khỏe, nhập cư. Mức độ ủng hộ bà Harris giữa cả hai giới là tương đương nhau. Về phần mình, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa Donald Trump cũng đã tăng cường nỗ lực để giành được sự ủng hộ của cử tri da màu và cử tri nói tiếng Tây Ban Nha ở cả hai giới. Cụ thể, ông đã tổ chức các cuộc họp bàn tròn với các doanh nhân da màu ở các bang quan trọng. Theo tờ The Guardian, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump dành 40 phút lắc lư theo những bài hát yêu thích của mình tại cuộc vận động tranh cử gần Philadelphia hôm 14 tháng 10, khiến ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris bày tỏ lo lắng về tình trạng tinh thần của ông.
bà Harris viết trên mạng xã hội X, hy vọng ông ấy ổn. Kèm theo cảnh quay về buổi diễn mà nhiều người quan sát đồng ý là kỳ lạ, ngay cả theo tiêu chuẩn của ông Trump. Lễ hội âm nhạc ngẫu nhiên ở vùng ngoại ô Oz ở Pennsylvania diễn ra sau khi hai khán giả tại cuộc vận động chọc nhà ngất xỉu dường như do thời tiết nóng. Khi ông Trump yêu cầu lắp máy lạnh, người điều phối sự kiện, Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem nói đùa, ám chỉ đến lạm phát cao, có lẽ họ không đủ khả năng chi trả, thưa ngài, trong nền kinh tế này. Sau đó, ông Trump quyết định chuyển hướng. Ông Trump nói, chúng ta đừng hỏi thêm câu hỏi nào nữa, chúng ta chỉ nghe nhạc thôi, hãy biến nó thành âm nhạc. Ai muốn nghe câu hỏi chứ, đúng không? Danh sách gồm 9 bài hát được phát ra, bao gồm các bài hát yêu thích tiêu biểu của ông Trump như It's a Man, Man, Man Words của Jambo, YMCA của Village People, Nothing Compared to You của Sinéad O'Connor và Ave Maria của Luciano Pavarotti. Tất cả đều được phát khi ông Trump đứng giữa sân khấu lắc lư hoặc nhún nhảy nhẹ nhàng. Cuối cùng, ông Trump kết luận, hai người đã ngã xuống là những người yêu nước. Chúng tôi yêu họ, và vì họ, chúng ta đã có một bản nhạc tuyệt vời, đúng không? Việc ông Trump sử dụng âm nhạc đã vấp phải chỉ trích. Một danh sách dài các nghệ sĩ bao gồm Celine Dion, ABBA, Neil Young và Bruce Springsteen đã lên án hoặc thực hiện các bước pháp lý để ngăn chặn chiến dịch của ông Trump phát các bài hát của họ tại các cuộc vận động tranh cử. Ngày 15 tháng 10, Rufus Wainwright phản hồi việc ông Trump sử dụng bản cover Hallelujah của Leonard Cohen cho nam ca sĩ này thể hiện tại cuộc vận động tranh cử bằng cách viết trên Instagram rằng ông rất xấu hổ. Wainwright từng nói trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 rằng ông sẽ không hát lại bài hát này trừ khi ông Trump thua cuộc. Về cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump có lợi thế hơn Phó Tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris trong việc ai sẽ lãnh đạo đất nước tốt hơn trong bối cảnh cuộc chiến Ukraine và Trung Đông, theo thăm dò của Wall Street Journal tại 7 tiểu bang chiến trường. Theo thăm dò của Wall Street Journal, ông Trump dẫn trước bà Harris tại 7 tiểu bang chiến trường với tỷ lệ 50% cho rằng ông có khả năng xử lý tốt cuộc chiến ở Ukraine, trong khi chỉ có 39% có chung nhận định này về bà Harris. Ông Trump với tỷ lệ ủng hộ 48% cũng dẫn trước bà Harris, người có tỷ lệ ủng hộ 33% ở hạng mục là người phù hợp để xử lý cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Cuộc thăm dò cũng nhận thấy nhiều cử tri ủng hộ ông Trump về kinh tế và nhập cư, trong khi nhiều người tin tưởng bà Harris sẽ làm tốt hơn vấn đề về nhà ở và chăm sóc sức khỏe. Về sự ủng hộ chung, cuộc thăm dò được công bố ngày 11 tháng 10 cho thấy bà Harris và ông Trump có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau ở 7 tiểu bang có thể quyết định cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Cuộc thăm dò cho thấy bà Harris dẫn trước 2% ở Arizona, Georgia và Michigan, trong khi ông Trump dẫn trước 6% ở Nevada và 1% ở Pennsylvania. Hai ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau ở Bắc Carolina và Wisconsin. Liên tiếp gây bất ngờ, kể từ khi chính thức ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump vào hồi tháng 7, tỷ phú Elon Musk nổi lên như một vị cố vấn có tầm ảnh hưởng, đồng thời là nhà tài trợ hàng đầu cho ứng viên Đảng Dân Chủ trên mọi phương diện. Vậy tầm ảnh hưởng của vị tỷ phú này lớn tới đâu? Tạm chưa nói đến những giá trị ẩn phía sau, nhưng những gì mà vị tỷ phú đô la Mỹ của thế giới không ngần ngại thể hiện ra bên ngoài đã đủ thấy sự ủng hộ không chỉ có giá trị bằng tiền đối với đối thủ của Phó Tổng thống Kamala Harris. Tính toán của người giàu nhất hành tinh. Hình ảnh gây sự chú ý nhiều nhất trong chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump là khi ông Elon Musk, người giàu nhất thế giới, nhảy nhót trên sân khấu làm nền cho ứng viên Đảng Cộng hòa trong cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 5 tháng 10. Sự xuất hiện không có gì ấn tượng hơn của ông trùm công nghệ Mỹ đã tạo ra loạt meme và thu hút nhiều người quan tâm trên mạng xã hội X do chính ông sở hữu. Về mặt tài trợ, thông tin mới nhất là tỷ phú Elon Musk đã chính thức trao đủ 75 triệu đô la Mỹ trong vòng 3 tháng qua cho Ủy ban Hành động Chính trị Mỹ, America Park, do chính ông thành lập tháng 7 năm 2024 và đang nỗ lực hỗ trợ chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024 của cựu Tổng thống Donald Trump. Hồ sơ do America Park nộp lên Ủy ban Bầu cử Liên bang mới đây xác nhận việc tỷ phú Elon Musk đã quyên góp 15 triệu đô la Mỹ vào tháng 7, 30 triệu đô la Mỹ vào tháng 8 và 30 triệu đô la Mỹ nữa vào tháng 9. Ông vẫn là nhà tài trợ duy nhất của siêu Ủy ban Hành động Chính trị này. Giới phân tích bình luận, bằng cách này, ông Elon Musk đang tìm cách giành được ảnh hưởng lớn trong nền chính trị của Đảng Cộng Hòa và rất có thể là chính quyền thứ hai của ông Donald Trump. Còn giới quan sát cho rằng, với sự ủng hộ không giới hạn dành cho cựu Tổng thống, ông Musk không chỉ bày tỏ mong muốn ông Trump trở lại Nhà Trắng, mà còn cho thấy tham vọng dấn thân vào chính trường của vị tỷ phú công nghệ Mỹ. Không bình luận về tham vọng của ông Musk, diễn biến trên thực tế cho thấy rõ cú quay xe khá bất ngờ. Từ một người không quan tâm đến chính giới, duy trì lập trường cân bằng giữa lưỡng đảng như nhiều doanh nhân khác, tỷ phú Elon Musk công khai bày tỏ lập trường chính trị và tất tay ủng hộ ứng viên Cộng hòa Donald Trump.
ông trùm công nghệ Elon Musk nắm trong tay giá trị tài sản ròng là 246,5 tỷ đô la Mỹ. Từng cho biết, ông đã hỗ trợ tài chính cho cả ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ trong các chiến dịch trước đây, không thể hiện rõ ràng sự ưu tiên cho bất kỳ đảng nào. Tuy nhiên, sau vụ ông Trump bị ám sát hụt vào ngày 13 tháng 7, ông Elon Musk đã công khai ủng hộ ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và trở thành người ủng hộ nhiệt thành nhất kể từ đó. Tỷ phú công nghệ ca ngợi sức mạnh của ông Trump sau vụ việc trên, khẳng định cựu tổng thống phải chiến thắng để bảo vệ hiến pháp cả nền dân chủ Mỹ. Hãng tin Reuters sau đó bình luận, tỷ phú Elon Musk đã nổi lên như một trong những nhà tài trợ hàng đầu của Đảng Cộng hòa trên mọi phương diện. Tiền, America Park và mạng xã hội X. Vậy tầm ảnh hưởng của tỷ phú Elon Musk tới đâu? Ảnh hưởng của ông Musk là tiền, America Park và mạng xã hội X. Ông ấy không ngại sử dụng cả ba công cụ này để thúc đẩy ủng hộ ông Trump. Larry Sabato, giám đốc trung tâm hành chính thuộc Đại học Virginia nói, tính tới ngày 16 tháng 10, theo Forbes, ông Elon Musk có khối tài sản 246,8 tỷ đô la Mỹ, gấp khoảng 9 lần so với đầu năm 2020 và rất có thể trở thành tỷ phú nghìn tỷ đô la Mỹ đầu tiên trên thế giới. Tỷ phú Elon Musk là người đồng sáng lập 7 công ty, bao gồm nhà sản xuất ô tô điện Tesla, là nhà sản xuất tên lửa SpaceX và công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI. Theo Forbes, tài sản của tỷ phú công nghệ đến chủ yếu từ SpaceX, nhưng tính riêng khoảng 12% cổ phần mà ông sở hữu tại Tesla, chưa bao gồm quyền chọn cũng đã là khối tài sản siêu khủng. Tính tới ngày 16 tháng 10, Tesla có vốn hóa 701 tỷ đô la Mỹ. Cổ phiếu của công ty này có giá khoảng 30 đô la Mỹ vào đầu năm 2020 và hiện là khoảng 220 đô la Mỹ. Về ảnh hưởng xã hội tại Mỹ, tỷ phú Musk được cho là đang sử dụng tài khoản mạng xã hội X với 200 triệu người theo dõi và thường xuyên đăng tải những thông điệp hậu thuẫn cho chiến dịch của ông Trump. Giáo sư Đại học bang Arizona Mark nhận xét, vào đúng chặng nước rút trong cuộc đua vào Nhà Trắng, sự xuất hiện tích cực của người nhiều tiền nhất thế giới bên cạnh ứng cử viên Donald Trump đại diện cho một thế lực mới trong chính trường Mỹ. Gã khổng lồ công nghệ không chỉ có khối tài sản cách xù mà còn có tầm ảnh hưởng rất lớn tới truyền thông. Giáo sư Hart nhấn mạnh, hành động của tỷ phú Musk trong những tuần tới có thể tác động đáng kể đến kết quả bầu cử và bối cảnh chính trị Mỹ trong tương lai. Tỷ phú Musk có thể trở thành vua thế giới này. Trên thực tế, theo giới thạo tin, America Park âm thầm trở thành đối tác tài chính trong chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump. Ủy ban này được cho là đang làm việc có hiệu quả, đúng như mục đích ban đầu, là tăng cường tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cho ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trên khắp các tiểu bang chiến trường, nơi có sự cạnh tranh gay gắt, thậm chí có thể quyết định kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Sự hiện diện của America Park với khoảng 400 người vận động trên mỗi tiểu bang, thậm chí lấn át chính chiến dịch tranh cử của ông Trump, cũng như các nhóm khác tham gia vào hoạt động vận động cử tri đi bỏ phiếu. Đây cũng là nhóm duy nhất có tham vọng hoàn thành 3 vòng bỏ phiếu của cử tri mục tiêu trước cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. America Park cho biết, đến nay đã chi khoảng 30 triệu đô la Mỹ hoặc 40% nguồn tài trợ của mình cho hoạt động trực tiếp của riêng ông Trump. Phần còn lại được chuyển cho công tác thực địa, tác động tới các ứng cử viên bỏ phiếu và quảng cáo qua thư ủng hộ ứng cử viên Trump. Theo CNN, bà Kamala Harris đang phản ứng trước sự hoảng loạn của Đảng Dân Chủ về triển vọng vào Nhà Trắng của bà bằng cách tăng nhiệt cho ông Donald Trump. Phó Tổng thống ngày 14 tháng 10 cảnh báo cựu Tổng thống Trump là một người bất ổn, mất trí và muốn quyền lực không bị kiểm soát. Giữa bối cảnh chỉ còn 21 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Hãy theo dõi các cuộc meeting của ông ấy, hãy lắng nghe lời ông ấy. Ông ấy cho chúng ta biết ông ấy là ai và ông ấy sẽ làm điều gì nếu được bầu làm Tổng thống, bà Harris nói với đám đông ở Pennsylvania. Trong khi đó, ứng viên phó tổng thống của Đảng Dân Chủ Tim Walz thậm chí còn đi xa hơn khi cho rằng những suy nghĩ của cựu tổng thống về việc sử dụng quân đội chống lại kẻ thù trong nước mà ông gọi là kẻ thù từ bên trong, thậm chí còn có thể tương đương với tội phản quốc. Bà Harris và đội ngũ của mình đã tích cực đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe tinh thần của ông Trump và khả năng phục vụ thêm nhiệm kỳ nữa của ông nhằm đảo ngược tình thế trước ứng viên Đảng Cộng Hòa, người trong nhiều tháng đã đưa ra những cáo buộc tương tự với Tổng thống Biden. Trong một nỗ lực khác của bà Harris nhằm xoa dịu những mối lo ngại về động lực tranh cử dường như đang bị chững lại của mình, Phó Tổng thống đã công bố một sáng kiến mới quan trọng để thu hút cử tri nam da màu giữa những lo ngại rằng ông Trump đang xâm nhập vào nền tảng cử tri ủng hộ quan trọng của Đảng Dân Chủ hoặc họ sẽ không đi bỏ phiếu. Số liệu từ cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, ứng viên Đảng Cộng hòa Trump đang giành lợi thế sít sao từ phiếu bầu cử sớm ở các bang chiến địa trước đối thủ Dân Chủ Kamala Harris. Tờ The Hill dẫn một số liệu từ cuộc thăm dò được Trung tâm Nghiên cứu Chính trị của Đại học Harvard và Công ty Nghiên cứu và Phân tích Thị trường Harris Poll, Harvard Caps Harris,
công bố ngày 14 tháng 10 cho thấy có đến 48,2% cử tri bỏ phiếu sớm hơn ở các bang chiến địa cho biết họ đã chọn ông Trump. Trong khi đó, tỷ lệ này đối với ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris được cho là dao động từ 46,2 đến 47%. Có 5 đến 5,5% cử tri ở các bang chiến địa nói rằng họ chưa chắc chắn liệu nên bỏ phiếu cho ai. Tuy nhiên, số liệu khảo sát từ các cử tri bỏ phiếu sớm tính trên toàn nước Mỹ lại cho thấy bà Harris đang bỏ xa ông Trump với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 51% và 43%. Được biết, các cuộc thăm dò trên HarvardCast Harris được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10, với 3.145 cử tri đã đi bỏ phiếu sớm tham gia. Trong số đó có gần 900 cử tri tới từ các bang chiến địa. Những nỗ lực mới của bà Harris nhằm quyết định nhịp độ giai đoạn cuối của cuộc bầu cử diễn ra khi hai ứng cử viên đều tích cực vận động tranh cử ở các bang chiến địa Pennsylvania. 19 phiếu đại cử tri của bang này có quyết định ai sẽ là người chiến thắng tại Nhà Trắng, và giống như một số bang chiến trường khác, hai ứng viên hiện đang cạnh tranh xít sao nhau trong một số liệu mới nhất của cuộc thăm dò dư luận. Nhìn rộng hơn, Phó Tổng thống Kamala Harris phải đối mặt với một trong những nhiệm vụ chính trị khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ sau khi tiếp quản vị trí ứng viên Đảng Dân Chủ từ Tổng thống Biden vài tháng trước, khi bà cố gắng thuyết phục các cử tri bất mãn rằng bà ấy là ứng viên của sự thay đổi. Kết quả của một cuộc khảo sát trên toàn quốc của hãng tin NBC News Mỹ công bố ngày 13 tháng 10 cho thấy hai ứng viên Tổng thống Mỹ là Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục bám đuổi xít sao. Cụ thể, theo kết quả của cuộc khảo sát, cả hai ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đều giành được tỷ lệ ủng hộ là 48%, với bà Harris giảm 1% và ông Trump có thêm 4% so với một tháng trước đó. Khoảng 4% số người được hỏi cho biết họ không chắc chắn sẽ bầu cử cho ai hoặc họ không muốn bỏ phiếu cho cả hai ứng viên. Tỷ lệ này trong tháng 9 là 7%, trong khi đó 10% cho biết họ có thể thay đổi quyết định trước ngày bầu cử vào tháng 11 tới. Trong khi chiến dịch của bà Kamala Harris đang tìm cách giành được sự ủng hộ của các cử tri da màu, kết quả của cuộc khảo sát cho thấy trong nhóm cử tri này, bà Kamala Harris có tới 84% so với 11% của ông Donald Trump. Bà Kamala Harris cũng dẫn đầu trong nhóm cử tri từ 18 tới 34 tuổi, với 58% tỷ lệ ủng hộ trong khi ông Donald Trump chỉ có 37%. Đối với nhóm cử tri da trắng có bằng đại học, bà Kamala Harris có 55% ủng hộ so với 41% của ông Donald Trump. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước trong nhóm cử tri ở nông thôn với 72% so với 23% của bà Kamala Harris. Ông Donald Trump cũng đang có lợi thế đối với nhóm cử tri da trắng và nhóm cử tri da trắng không có bằng đại học. Khảo sát của NBC News cũng cho thấy sự khác biệt về giới khi 55% phụ nữ ủng hộ bà Kamala Harris, còn 56% đàn ông ủng hộ ông Donald Trump. Còn theo cuộc thăm dò của Wall Street Journal, cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước Phó Tổng thống Kamala Harris tại 7 tiểu bang chiến trường, với tỷ lệ 50% cho rằng ông Donald Trump có khả năng xử lý tốt cuộc chiến ở Ukraine, trong khi chỉ 39% có chung nhận định này với bà Harris. Ông Trump với tỷ lệ ủng hộ 48% cũng dẫn trước bà Harris, người có tỷ lệ ủng hộ 33% ở hạng mục là người phù hợp để xử lý cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Cuộc thăm dò cũng nhận thấy nhiều cử tri ủng hộ ông Trump về kinh tế và nhập cư, trong khi nhiều người tin tưởng rằng bà Harris sẽ làm tốt hơn trong vấn đề nhà ở, chăm sóc sức khỏe. Trong một diễn biến đáng chú ý, ứng viên Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13 tháng 10 đã gợi ý điều động quân đội Mỹ để ngăn những kẻ cực đoan gây rối trong dịp bầu cử. Hãng tin CNN của Mỹ dẫn lời ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump nói rằng bản thân ông không lo lắng về sự hỗn loạn do những người ủng hộ mình hay các thế lực nước ngoài gây ra trong dịp bầu cử, mà là những thành phần cực đoan bên trong nước Mỹ. Ông Donald Trump nói với người dẫn chương trình Sunday Morning Futures, "Tôi nghĩ vấn đề lớn hơn ở đây là những kẻ cực đoan bên trong nước Mỹ. Chúng ta có một số đối tượng tồi tệ, lệch lạc, những kẻ cực đoan. Tôi nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng xử lý bởi lực lượng vệ binh quốc gia nếu cần thiết, hay bởi quân đội nếu thật sự cần thiết, bởi họ không thể để điều đó xảy ra." Khi nhận được câu hỏi về liệu bản thân ông thấy sự hỗn loạn nào có thể xảy ra trong ngày bầu cử, ứng viên Đảng Cộng Hòa nói rằng sự hỗn loạn sẽ không bắt nguồn từ những người đã bỏ phiếu bầu cho ông.
Theo tờ Politico, có thể coi ý tưởng triển khai quân đội trong ngày bầu cử mà ông Donald Trump nhắc ở trên là một sự can thiệp chưa từng có đối với tiến trình bỏ phiếu, bất chấp đạo luật nổi loạn năm 1807 đã quy định trao quyền cho Tổng thống Mỹ triển khai quân đội hay lực lượng vệ binh quốc gia để đối phó với các cuộc nổi loạn hay tình trạng bất ổn khác. Nhóm tranh cử của ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris sau đó cùng ngày đã gọi gợi ý của ông Donald Trump là sử dụng quân đội chống lại người dân Mỹ và những lời hứa hẹn của ông là điều nguy hiểm. Một âm mưu ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần thứ ba đã bị ngăn chặn vào ngày 12 tháng 10 khi các nhân viên thực thi pháp luật bắt giữ một người đàn ông có vũ trang với thẻ báo chí giả bên ngoài cuộc meeting của cựu Tổng thống Mỹ tại Coachella, California. Van Miller, một cư dân 49 tuổi của Las Vegas, đã bị bắt giữ tại một trạm kiểm soát bên ngoài địa điểm biểu tình với một khẩu súng ngắn sở hữu trái phép, một khẩu súng lục đã nạp đạn và một băng đạn dung lượng lớn. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Riverside Charles Bianco đã nói với truyền thông địa phương rằng Miller đã xuất trình thẻ VIP và thẻ báo chí giả tại trạm kiểm soát. Chúng đủ khác biệt để khiến cho các đại biểu lo ngại. Chúng tôi có lẽ đã ngăn chặn được một vụ ám sát khác. Bianco nói với Press Enterprise. Ông Bianco mô tả Miller là một công dân có chủ quyền, ám chỉ một tập thể lỏng lẻo, gồm những người theo chủ nghĩa tự do cực đoan tin rằng chính phủ không thể thực thi quyền lực hợp pháp đối với họ. Miller là một đảng viên Đảng Cộng Hòa, đã đăng ký, có bằng thạc sĩ của trường đại học California, Los Angeles và đã tranh cử vào hội đồng tiểu bang tại Nevada năm 2022. Ông Bianco nói thêm. Ông Bianco tuyên bố Miller chưa xác nhận hay phủ nhận việc anh ta có ý định ám sát ông Trump. Nghi phạm 49 tuổi này được tại ngoại sau khi nộp $5,000 tiền bảo lãnh và sẽ phải ra hầu tòa vào tháng 1 với cáo buộc tàng trữ vũ khí trái phép. Ông Trump đã sống sót sau hai vụ ám sát trong 3 tháng qua. Cựu Tổng thống và ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa đã thoát chết trong gang tấc tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania vào tháng 7. Khi một viên đạn bắn từ một khoảng cách 150m sượt qua tai ông, tay súng đã nổ súng từ một mái nhà không được mật vụ bảo vệ một cách khó hiểu và đã sát hại một người tham gia cuộc vận động và làm bị thương hai người khác trước khi bị một tay súng bắn tỉa hạ gục. Nỗ lực thứ hai diễn ra tại sân golf của ông Trump ở West Palm Beach, Florida vào tháng 9. Một tay súng đã nhắm vào ông Trump từ phía sau bụi rậm, đã bị các mật vụ bắt giữ sau khi bỏ trốn tại hiện trường. Nghi phạm xác định là Ryan Wesley Rhodes đã không thành công khi cố gắng gia nhập quân đội Ukraine vào năm 2022 và sau đó bắt đầu một kế hoạch tuyển dụng cựu biệt kích Afghanistan để chiến đấu cho Kiev. Các điệp viên tình báo của Mỹ tuyên bố rằng Iran đang tìm cách ám sát ông Trump và Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo Tehran rằng ông sẽ coi một tấn công vào đối thủ chính trị cũ của mình là một hành động xung đột. Đại diện Đảng Cộng Hòa Matt Gaetz đã tuyên bố vào tháng trước rằng hiện có 5 nhóm ám sát ở Mỹ đang cố gắng sát hại ông Trump. 3 trong số đó có liên quan đến Iran, Pakistan và Ukraine. Một lý thuyết khác phổ biến với một số đảng viên Đảng Cộng Hòa là một điệp viên trong sở mật vụ đang dò dỉ thông tin cho các nhóm sát thủ này, Gates nói với Breitbart News. Ông Biden cho biết hôm thứ Sáu rằng ông đã ra lệnh cho cơ quan mật vụ bảo vệ ông Trump, như thể ông ấy là một tổng thống tài nhiệm, và cung cấp cho ông bất kỳ sự hỗ trợ an ninh nào mà chiến dịch của ông yêu cầu. Theo luật sư Glenn Kirshner, ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa Donald Trump có thể đã vi phạm một đạo luật liên bang khác khi có thông tin cho rằng ông và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin vẫn giữ liên lạc sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rời nhiệm sở. Cụ thể, xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân mới đây, luật sư Glenn Kirshner đã đề cập đến các cuộc điện đàm được nhắc tới trong cuốn sách qua sắp phát hành của nhà báo Bob Woodward và thảo luận về việc liệu chúng có vi phạm đạo luật Logan hay không. Đạo luật Logan được Quốc hội Mỹ ban hành vào năm 1799, cấm công dân tham gia vào hoạt động ngoại giao với các chính phủ nước ngoài đang có tranh chấp với Mỹ. Luật sư Kirshner nói, vi phạm đạo luật Logan có thể bị phạt tới 3 năm tù. Vậy nên, tất cả chúng ta đều muốn biết liệu ông Donald Trump có vi phạm đạo luật Logan hay không? Và đây là câu trả lời. Có thể là ông ấy đã vi phạm. Luật sư Kirshner cũng cho biết thêm, dựa trên các chi tiết trong cuốn sách, có đủ bằng chứng để FBI có thể và nên mở một cuộc điều tra về bản chất thật sự của những cuộc gọi này.
cuốn sách có tên War, Chiến tranh, trích dẫn hàng trăm giờ phỏng vấn trực tiếp, đồng thời chỉ ra nhiều chi tiết mới về các cuộc đối đầu căng thẳng trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump và người kế nhiệm Joe Biden. Ngoài ra, cuốn sách cũng đề cập đến 7 cuộc điện đàm giữa cựu Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Điện Kremlin kể từ đầu năm 2021 cho đến nay. Một lần trong số đó, ông Donald Trump đã yêu cầu phụ tá rời khỏi phòng để hai người có thể trò chuyện riêng tư. Hiện CNN đã mua bản quyền cuốn sách này trước khi nó chính thức được phát hành vào ngày 15 tháng 10. Đáp lại tuyên bố của ông Kirchner, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, ông Steve Ventures nói rằng cuốn sách này chỉ là những lời bịa đặt. Ngày 9 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận với Bloomberg rằng mặc dù ông Donald Trump đã gửi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin các thiết bị xét nghiệm COVID-19 vào năm 2020, nhưng không hề có cuộc điện đàm nào diễn ra giữa hai người tại thời điểm này. Luật sư Kirchner không phải là người đầu tiên lên tiếng về việc liệu ông Donald Trump có vi phạm đạo luật Logan hay không. Theo hãng tin LCS, một phát ngôn viên cho chiến dịch của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết, việc ông Trump tham gia vào hoạt động ngoại giao khi đã rời nhiệm sở có thể được xem là bất hợp pháp theo đạo luật Logan. Quan điểm cũng nhận được sự đồng tình từ cựu cố vấn Nhà Trắng của ông Biden, bà Susan Rice, thông qua một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 9 tháng 10. Bà Rice viết, điều này có vẻ như là hành vi vi phạm đạo luật Logan của ông Trump. Đây cũng chính là những lời cáo buộc mà ông Trump dành cho cựu Ngoại trưởng John Kerry. Năm 2019, ông Donald Trump cáo buộc cựu Ngoại trưởng của Tổng thống Barack Obama vi phạm đạo luật Logan vì đã tham gia đàm phán với Iran, bao gồm các cuộc họp riêng với các quan chức Iran nhằm thúc giục Tehran tiếp tục thỏa thuận hạt nhân Iran do chính quyền ông Obama làm trung gian. Tuy nhiên, ông Kerry đã phủ nhận mọi cáo buộc và chưa bao giờ bị buộc tội trước pháp luật. Bất chấp những cáo buộc cho rằng ông Donald Trump có thể đã vi phạm đạo luật Logan, báo cáo năm 2018 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội cho thấy luật này hiếm khi được thực thi. Chỉ có hai vụ truy tố theo đạo luật Logan vào năm 1803 và năm 1853 và cả hai đều không dẫn đến kết án. Ngoài ra, theo các chuyên gia pháp lý, đạo luật này hiếm khi được sử dụng vì những câu hỏi liên quan đến tính hợp hiến, bao gồm việc liệu nó có vi phạm quyền tự do ngôn luận của Mỹ hay không. Thưa quý vị, hãng tin RT và báo Express đưa tin, một vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump đã xảy ra hôm 12 tháng 10 theo giờ địa phương ở bên ngoài nơi tổ chức cuộc meeting của ông Trump ở Coachella, bang California. Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Riverside ngày 13 tháng 10 thông báo, Van Miller, một cư dân Las Vegas 49 tuổi, đã bị bắt tại một trạm kiểm soát bên ngoài địa điểm tổ chức cuộc meeting với một khẩu súng ngắn sở hữu bất hợp pháp, một khẩu súng lục đã nạp đạn và một băng đạn dung lượng lớn. Theo Cảnh sát trưởng Riverside, ông Chad Bianco, Miller đã xuất trình thẻ VIP và thẻ báo chí giả tại trạm kiểm soát. Cảnh sát trưởng cho biết, chúng đủ khác biệt để gây báo động, chúng tôi có lẽ đã ngăn chặn được một vụ ám sát nữa. Ông Bianco mô tả Miller là một công dân có chủ quyền, nghĩa là một nhóm những người theo chủ nghĩa tự do cực đoan, tin rằng chính phủ không thể thực thi quyền lực hợp pháp đối với họ. Miller là đảng viên Cộng hòa đã đăng ký, có bằng thạc sĩ của Đại học California và đã tranh cử vào Hội đồng tiểu bang Nevada vào năm 2022. Đối tượng này không xác nhận hay phủ nhận anh ta có ý định ám sát ông Trump. Cảnh sát trưởng Bianco nói thêm, nghi phạm đã được tại ngoại sau khi nộp 5.000 đô la Mỹ tiền bảo lãnh và sẽ phải ra tòa vào tháng 1 năm 2025 với cáo buộc sở hữu vũ khí trái phép. Trong 3 tháng qua, ông Trump đã phải đối mặt với hai vụ ám sát hụt. Cựu Tổng thống, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa này đã thoát chết trong gang tấc trong một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania hồi tháng 7 khi một viên đạn bắn sượt qua tay ông. Tay súng nấp trên một mái nhà gần nơi tổ chức cuộc vận động tranh cử đã bắn chết một người và làm bị thương hai người khác trước khi bị bắn hạ. Âm mưu ám sát thứ hai diễn ra tại sân golf của ông Trump tại West Palm Beach, Florida vào tháng 9. Một tay súng nhắm vào cựu tổng thống từ phía sau bụi rậm đã bị các mật vụ dọa sợ và bắt giữ sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nghi phạm được xác định là Ryan Wesley Root. Vào cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ông đã ra lệnh cho cơ quan mật vụ bảo vệ ông Trump giống như một tổng thống đương nhiệm và cung cấp cho ứng cử viên này bất kỳ sự hỗ trợ an ninh nào mà chiến dịch của ông Trump yêu cầu để có thể đảm bảo an toàn. Trước đó, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã đưa ra các yêu cầu, bao gồm cựu tổng thống Mỹ sẽ di chuyển bằng máy bay quân sự,
và xe đặc chủng trong các chuyến vận động tranh cử, mở rộng hạn chế đối với máy bay riêng của ông Trump. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các nỗ lực ám sát sẽ chỉ khiến bản thân ông mạnh mẽ hơn. Tuyên bố này được ông Trump đưa ra sau vụ ám sát hụt ông lần thứ hai. Trước đó, hãng CNN đưa tin, một nỗ lực ám sát nhằm vào ông Trump đã xảy ra trên sân golf ở West Palm Beach, cách không xa dinh thự Mar-a-Lago, vào chiều ngày 15 tháng 9 theo giờ địa phương. Ông Trump trong bài đăng tải trên trang web gây quỹ tối ngày 15 tháng 9 khẳng định ông vẫn an toàn và tuyên bố quyết tâm của bản thân phải mạnh mẽ hơn sau vụ ám sát. Ông Trump viết, mọi người đừng sợ hãi, tôi vẫn khỏe mạnh và an toàn. Quyết tâm của tôi sẽ chỉ càng mạnh mẽ hơn sau mỗi nỗ lực ám sát. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Tôi luôn yêu quý mọi người vì đã ủng hộ tôi. Thông qua sự đoàn kết, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thưa quý vị, ứng cử viên Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa Donald Trump đã bày tỏ ý kiến khi phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở California được phát trên kênh YouTube ISBN rằng chính phủ Mỹ hiện tại có thể bắt đầu một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba trong vài tháng nữa. Ông Donald Trump cảnh báo, về cơ bản, tôi lo lắng về 3 tháng rưỡi đến 4 tháng tới, chúng ta sẽ thấy mình đang trong một cuộc giao tranh thế giới vì những người mà chúng ta có, chính phủ Mỹ. Ông Donald Trump trước đó tuyên bố rằng đối thủ tranh cử của ông là bà Kamala Harris sẽ không thể ngăn chặn một cuộc giao tranh thế giới thứ ba. Đồng thời, nếu bà Harris thắng, Mỹ sẽ phải đối mặt với một cuộc xung đột quân sự với Nga. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ sẽ do Phó Tổng thống Harris đại diện, còn Đảng Cộng hòa sẽ do cựu Tổng thống Trump đại diện. Trong một diễn biến liên quan, theo tờ Kyiv Post của Ukraine, việc ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump và tỷ phú Elon Musk bắt tay nhau trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ năm 2024 đã gây nhiều phản ứng mạnh mẽ trong giới truyền thông quốc tế, đặc biệt là ở châu Âu. Đây là một sự kết hợp không chỉ giữa tài chính và quyền lực, mà còn mở ra những viễn cảnh đầy thách thức về tương lai chính trị Mỹ. Khi hai nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực kinh doanh và chính trị bắt tay, câu hỏi đặt ra là sự liên minh này sẽ mang lại điều gì và liệu nó có tác động tích cực hay tiêu cực đến cuộc bầu cử Mỹ cũng như hệ thống chính trị của Mỹ. Tại một buổi vận động tranh cử ở Pennsylvania, tỷ phú Elon Musk đã xuất hiện trên sân khấu cùng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi ủng hộ cho Đảng Cộng hòa với mục tiêu bảo vệ nền dân chủ Mỹ. Mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở việc ông Musk ủng hộ ứng cử viên Trump, mà ông Trump còn nhiều lần ám chỉ rằng tỷ phú Musk có thể đảm nhận một chức vụ cấp cao trong chính quyền nếu ông trở lại Nhà Trắng. Điều này khiến tờ Politiken của Đan Mạch lo ngại về khả năng hình thành một chế độ tài phiệt, khi mà quyền lực chính trị và kinh tế có thể trở thành một thách thức nghiêm trọng đối với nền dân chủ. Sự kết hợp chưa từng có giữa tài chính, lợi ích kinh doanh và ảnh hưởng chính trị là những gì mà tờ báo này cảnh báo. Nếu ông Trump đắc cử và tỷ phú Musk nắm giữ vai trò quan trọng trong chính quyền, thì đó có thể là sự kết hợp quyền lực lớn nhất trong lịch sử Mỹ, làm biến đổi cách thức hoạt động của chính phủ và gây lo ngại về tính minh bạch trong hệ thống chính trị. Một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn là cách thức mà ông Musk sử dụng để thu hút cử tri. Tờ Corriere della Sera của Ý đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp khi tỷ phú Musk đề nghị phần thưởng 47 đô la Mỹ cho những cử tri đã đăng ký và giới thiệu thêm người ủng hộ. Mặc dù đây không phải là hình thức mua phiếu trực tiếp, hành động này cũng làm dấy lên những lo ngại về sự minh bạch trong việc vận động tranh cử. Việc thưởng tiền cho những người đăng ký hoặc giới thiệu thêm cử tri có thể dễ dàng bị xem là một cách gián tiếp để tác động đến kết quả bầu cử. Dù gặp phải nhiều phản ứng trái chiều, không thể phủ nhận rằng sự kết hợp giữa cựu Tổng thống Trump và tỷ phú Musk đã tạo ra những lợi thế nhất định cho Đảng Cộng hòa. The Church của Bulgaria nhận định rằng ông Trump có cơ hội lớn hơn trong cuộc bầu cử này so với lần trước. Một trong những lý do là Elon Musk hiện là chủ sở hữu của mạng xã hội X, nền tảng mà ông Trump đã sử dụng để kết nối với cử tri trong các chiến dịch trước đó. Thưa quý vị, hồi cuối tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm Mỹ kéo dài 6 ngày. Điểm dừng chân đầu tiên của Tổng thống Ukraine Zelensky là một nhà máy sản xuất quốc phòng ở Scranton, Pennsylvania, Mỹ, nơi ông Zelensky cảm ơn những công nhân đã sản xuất đạn pháo 155mm, loại đạn rất quan trọng đối với quân đội Ukraine.
cơ sở này đã tăng sản lượng đáng kể trong vòng một năm vừa qua và vận chuyển hơn 3 triệu quả đạn pháo đến Ukraine. Chuyến đi của ông Zelensky tới Pennsylvania, Mỹ, cùng với thống đốc Đảng Dân Chủ của tiểu bang đã dẫn đến phản ứng dữ dội từ Đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ Eric Schmidt của Missouri, một người ủng hộ ông Donald Trump, nhận xét rằng chuyến thăm của ông Zelensky dường như là một sự kiện vận động tranh cử cho Đảng Dân Chủ tại một tiểu bang chiến trường quan trọng trước thềm bầu cử tổng thống. Ông Sean Parnell, cựu ứng cử viên thượng viện đến từ Pennsylvania và cũng là người ủng hộ ông Donald Trump, đã gọi chuyến thăm của ông Zelensky là sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử của chúng ta. Lãnh đạo phe đa số Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ Mike Johnson thậm chí còn đi xa hơn, từ chối gặp ông Zelensky và yêu cầu ông sa thải đại sứ của mình tại Washington vì đã tổ chức chuyến thăm Pennsylvania, Mỹ mà không có sự tham gia của Đảng Cộng Hòa. Ông Johnson mô tả sự kiện này là một nỗ lực nhằm ủng hộ Đảng Dân Chủ giành chiến thắng. Sau khởi đầu đầy khó khăn, ông Zelensky tìm thấy cơ hội cuối cùng để cứu vãn tình hình bằng một cuộc gặp mặt trực tiếp với ông Donald Trump. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn do Fox News thực hiện sau buổi gặp mặt của hai chính trị gia cho thấy lập trường của ông Donald Trump vẫn không thay đổi. Ông Donald Trump vẫn mong muốn chấm dứt xung đột Nga-Ukraine với một giải pháp công bằng và không đề cập gì đến việc hỗ trợ quân sự cho Kyiv. Tổng thống Ukraine dường như cũng không có chiến thắng nào sau cuộc gặp trực tiếp với Đảng Dân Chủ. Cuộc gặp của ông Zelensky với các nhà lãnh đạo đảng vẫn kết thúc với những lời cam kết thường lệ về sự ủng hộ dành cho Ukraine và nguyện vọng gia nhập Liên minh châu Âu, EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cùng với thông báo về một gói viện trợ khác. Tuy nhiên, thời gian chuyển giao gói viện trợ này vẫn là một ẩn số. Không những không có chiến thắng, nhà lãnh đạo Ukraine trở về với một nỗi thất vọng. Washington vẫn không xé rào cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và khéo léo bác bỏ kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky mà ông mang tới Nhà Trắng, lo ngại rằng một quyết định như vậy có thể làm gia tăng xung đột với Nga. Mỹ hiện vẫn là nhà tài trợ lớn nhất của Ukraine, đã đóng góp hơn 56 tỷ đô la Mỹ trong số 106 tỷ đô la Mỹ tổng số tài trợ do NATO và các nước đồng minh huy động để tăng cường quốc phòng cho Kyiv. Viễn cảnh ứng viên Đảng Cộng Hòa Kamala Harris có nhiệm kỳ đầu tiên ở Nhà Trắng và tiếp tục nối dài các chính sách đối ngoại của Tổng thống tại nhiệm Joe Biden, làm dấy lên mối lo ngại giữa các nhà lãnh đạo Ukraine vì họ cho rằng cách tiếp cận xung đột Nga-Ukraine hiện nay của Mỹ là quá thận trọng và thiếu quyết đoán. Ngược lại, chiến thắng của ông Donald Trump có thể mang lại hy vọng thay đổi vận mệnh của Kyiv trên chiến trường. Một số quan chức Ukraine lạc quan cho rằng ông Donald Trump, trái ngược với bà Kamala Harris, có thể thực hiện các nước đi táo bạo nhằm chấm dứt giao tranh, mặc dù vẫn thừa nhận những hành động mang tính bộc phát của ông cũng có thể làm rạn nứt mối quan hệ giữa Ukraine và phương Tây. Giới chức Kyiv vẫn hy vọng rằng lập trường của ông Donald Trump có thể thay đổi trong khi vẫn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ với chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống. Ông Zelensky thừa nhận rằng việc thuyết phục ông Donald Trump hỗ trợ Ukraine trong giao tranh với Nga sẽ là một thách thức lớn, nhưng ông tin rằng điều đó là cần thiết vì tương lai của Kyiv phụ thuộc rất nhiều vào các quyết định được đưa ra tại Nhà Trắng. Theo cuộc thăm dò dư luận do tờ Wall Street Journal thực hiện tại 7 bang chiến địa Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 với sai số trong khoảng 2,1% cho thấy 50% cử tri tại 7 bang đóng vai trò quyết định then chốt trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Đánh giá ông Trump làm công việc ứng phó với cuộc xung đột Nga-Ukraine tốt hơn bà Harris. Ngược lại, chỉ 39% cử tri ủng hộ nữ phó tổng thống của Đảng Dân Chủ về vấn đề này. Đối với tình hình gia tăng căng thẳng hiện tại ở Trung Đông, 48% số người tham gia khảo sát bày tỏ tin tưởng cựu lãnh đạo Nhà Trắng sẽ kiểm soát khủng hoảng tốt hơn, trong khi đó chỉ 33% cử tri cho rằng bà Harris sẽ làm việc này tốt hơn. Trong cả hai trường hợp, các cử tri độc lập
những người không ủng hộ bất kỳ đảng nào một cách nhất quán đều tỏ ra yêu thích ứng viên Tổng thống năm nay của Đảng Cộng hòa hơn. Gần một nửa trong số họ cảm thấy ông Trump sẽ giải quyết tốt xung đột Nga-Ukraine và 43% nói ông sẽ xử lý cuộc đối đầu Israel-Hamas hiệu quả hơn. Stat mới nhất của hãng tin Anh cho thấy bà Harris đang tạm dẫn trước ông Trump về tỷ lệ ủng hộ nói chung, khi 46% cử tri được hỏi tiết lộ sẽ bỏ phiếu cho nữ phó tướng của Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden, trong khi 43% cử tri nói sẽ bầu cho cựu lãnh đạo Nhà Trắng. Có thể thấy một loạt cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Donald Trump và bà Kamala Harris cách nhau chỉ với một con số rất nhỏ ở các bang quan trọng này. Trong đó ông Trump chiếm thế thượng phong ở mọi bang ngoại trừ Wisconsin. Các cử tri được Wall Street Journal khảo sát lần lượt xếp chính sách kinh tế và nhập cư là hai vấn đề họ quan tâm hàng đầu. Họ ủng hộ ông Trump hơn bà Harris về các vấn đề kinh tế khoảng 10 điểm và về nhập cư và an ninh biên giới 16 điểm. Bà Harris đánh bại ông Trump về vấn đề phá thai với 16 điểm. Vào thời điểm này trong chiến dịch tranh cử năm 2020, Tổng thống Joe Biden đang dẫn trước ông Trump 5 điểm ở các bang Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Ông Trump đã giành được cả 3 bang chiến trường này vào năm 2016 và để thua vào tay ông Biden vào năm 2020. Việc giành được cả 3 bang này có thể sẽ đảm bảo chức vụ Tổng thống cho ông Trump hoặc bà Harris trong năm nay. Trong một diễn biến đáng chú ý, theo hãng tin RT của Nga, trong ngày 12 tháng 10, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã lên tiếng về những bình luận của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson xung quanh kế hoạch kết thúc xung đột của ông Trump. Ông Medvedev cho biết, Mỹ đã nhầm khi nghĩ họ có tiếng nói hơn Nga trong việc xung đột sẽ kết thúc ra sao. Sau khi ông Donald Trump nói về kế hoạch của Washington, Tổng thống Putin hoàn toàn có thể yêu cầu Ukraine phải đầu hàng và không được phép gia nhập NATO. Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã phản đối việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev, khẳng định rằng đây là động thái không cần thiết nếu ông Donald Trump thắng cử. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson nói, "Tôi hy vọng việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine là không cần thiết. Nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng, tôi tin rằng ông ấy có thể kết thúc cuộc xung đột. Tôi nghĩ ông ấy sẽ gọi cho Tổng thống Putin và nói rằng, vậy là đủ rồi." Ông Donald Trump đã nhiều lần nói rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông vẫn ở Nhà Trắng và rằng ông có kế hoạch chấm dứt nó trong vòng một ngày, thậm chí trước lễ nhậm chức. Trong khi ông Trump không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về đề xuất hòa bình của mình, thì ứng cử viên phó tổng thống của ông là JD Vance đã làm. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước, ông Vance đã vạch ra một kế hoạch, theo đó đường ranh giới hiện tại sẽ trở thành một khu vực phi quân sự, được củng cố nghiêm ngặt để Nga không xâm lược lần nữa. Ukraine sẽ vẫn là một quốc gia độc lập, nhưng phải đảm bảo với Nga về sự trung lập và cam kết không gia nhập NATO. Mới đây, Nga xác nhận cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi cho Điện Kremlin các thiết bị xét nghiệm COVID-19 trong những ngày đầu của đại dịch. Theo hãng tin CNN, xác nhận được đưa ra sau khi cuốn sách mới ra mắt của nhà báo kỳ cựu Bob Woodward tiết lộ thông tin trên nhưng bị ông Trump phủ nhận. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên vào ngày 10 tháng 10 rằng chính quyền của ông Trump đã gửi cho chúng tôi một số bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19. Tuyên bố này về cơ bản ủng hộ những thông tin mà nhà báo Bob Woodward đưa ra. Nhà báo Bob Woodward đã viết trong cuốn sách War, Chiến tranh, mới ra như sau. Ông Trump đã bí mật gửi cho Tổng thống Nga Putin một loạt máy xét nghiệm COVID-19 Abbott Point of Care để sử dụng cá nhân. Tổng thống Nga còn nói với ông Trump, đừng nói với bất kỳ ai là ông đã gửi những thứ này cho tôi. Ông Trump trả lời, tôi không quan tâm. Tổng thống Nga nói thêm, đừng, tôi không muốn ông nói với bất kỳ ai vì mọi người sẽ nổi giận với ông, chứ không phải tôi. Họ không quan tâm đến tôi. Ông Peskov không xác nhận liệu những dụng cụ xét nghiệm đó có phải dành riêng cho Tổng thống Putin hay không. Vào thời điểm đó, đại dịch đang bắt đầu và tình hình rất khó khăn đối với tất cả các quốc gia. Tất nhiên, ban đầu các nước đều cố gắng trao đổi các lô hàng viện trợ với nhau. Khi đó, Nga gửi một lô máy thở tới Mỹ và người Mỹ gửi cho chúng tôi một số bộ dụng cụ xét nghiệm vì đó là những mặt hàng độc nhất, nhiều quốc gia khác cũng làm như vậy. Xác nhận của Điện Kremlin dường như trái ngược với lời phủ nhận của ông Trump đối với những tuyên bố của nhà báo Woodward. Ông Trump nói với hãng tin ABC News, Bob Woodward là người kể chuyện, một người tệ hại, ông ta mất trí rồi. Trong một bản tuyên bố riêng rẽ, người phát ngôn của ông Trump là Stephen Chiom nói, tất cả những thông tin mà nhà báo Woodward đưa ra là bịa đặt, không đúng sự thật. Vào những tuần đầu tiên hỗn loạn của đại dịch COVID-19, chính quyền của ông Trump đã bị chỉ trích vì mua vật tư y tế từ Moscow.
Động thái này được các chuyên gia mô tả là một chiến thắng tuyên truyền cho Điện Kremlin. Theo hãng tin BBC, cuốn sách có nhan đề Chiến tranh, War tiết lộ, ông Trump đã bí mật giữ liên lạc với Tổng thống Nga kể từ khi rời nhiệm sở. Nhà báo Ukraine viết, khi virus corona bắt đầu lây lan vào năm 2020, ông Trump đã gửi cho ông Putin một lượng không xác định các thiết bị thử COVID-19 và người đứng đầu Nga đã yêu cầu Tổng thống Mỹ khi đó không tiết lộ cho ai vì nó sẽ làm mọi người nổi giận. Tuy nhiên ông Trump trả lời, không quan tâm nếu có ai biết điều đó. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã bác bỏ những thông tin trên, đồng thời khẳng định những câu chuyện đó là bịa đặt. Người phát ngôn của chiến dịch tranh cử Stephen Schulm nói, cựu Tổng thống Trump không xem quyển sách rác đó và cho rằng Woodward là một gã nhỏ bé nóng tính, rõ ràng là rất khó chịu vì cựu Tổng thống Trump đã kiện ông ta vì công bố trái phép các bản ghi âm mà ông ta đã thực hiện trước đó. Nhà báo Woodward nổi tiếng vì vạch trần bê bối Watergate khiến Tổng thống Richard Nixon phải từ chức, đã viết một số cuốn sách bán chạy nhất dựa trên quyền truy cập vào các nguồn cấp cao. Cuốn sách mới của nhà báo này quy kết, cựu Tổng thống và người đứng đầu nước Nga Putin giữ liên lạc là do một phụ tá của ông Trump, người không được nêu tên trong cuốn sách. Theo một bài viết trên tờ The New York Times, cuốn sách mô tả một cảnh trong đó một phụ tá của ông Trump được lệnh rời khỏi văn phòng của ông tại Mar-a-Lago để cựu Tổng thống có thể gọi điện cho Tổng thống Nga Putin. Người phụ tá giấu tên này được cho là đã tiết lộ, ông Trump và ông Putin có thể đã nói chuyện với nhau 6 đến 7 lần kể từ khi ông Trump rời Nhà Trắng vào năm 2021. Thưa quý vị, hồi cuối tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm Mỹ kéo dài 6 ngày. Điểm dừng chân đầu tiên của Tổng thống Ukraine Zelensky là một nhà máy sản xuất quốc phòng ở Scranton, Pennsylvania, Mỹ, nơi ông Zelensky cảm ơn những công nhân đã sản xuất đạn pháo 155mm, loại đạn rất quan trọng đối với quân đội Ukraine. Cơ sở này đã tăng sản lượng đáng kể trong vòng một năm vừa qua và vận chuyển hơn 3 triệu quả đạn pháo đến Ukraine. Chuyến đi của ông Zelensky tới Pennsylvania, Mỹ, cùng với thống đốc Đảng Dân Chủ của tiểu bang, đã dẫn đến phản ứng dữ dội từ Đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ Eric Schmidt của Missouri, một người ủng hộ ông Donald Trump, nhận xét rằng chuyến thăm của ông Zelensky dường như là một sự kiện vận động tranh cử cho Đảng Dân Chủ tại một tiểu bang chiến trường quan trọng trước thềm bầu cử Tổng thống. Ông Sean Parnell, cựu ứng cử viên Thượng viện đến từ Pennsylvania và cũng là người ủng hộ ông Donald Trump, đã gọi chuyến thăm của ông Zelensky là sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử của chúng ta. Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ Mike Johnson thậm chí còn đi xa hơn, từ chối gặp ông Zelensky và yêu cầu ông sa thải đại sứ của mình tại Washington vì đã tổ chức chuyến thăm Pennsylvania, Mỹ mà không có sự tham gia của Đảng Cộng hòa. Ông Johnson mô tả sự kiện này là một nỗ lực nhằm ủng hộ Đảng Dân Chủ giành chiến thắng. Sau khởi đầu đầy khó khăn, ông Zelensky tìm thấy cơ hội cuối cùng để cứu vãn tình hình bằng một cuộc gặp mặt trực tiếp với ông Donald Trump. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn do Fox News thực hiện sau buổi gặp mặt của hai chính trị gia cho thấy lập trường của ông Donald Trump vẫn không thay đổi. Ông Donald Trump vẫn mong muốn chấm dứt xung đột Nga-Ukraine với một giải pháp công bằng và không đề cập gì đến việc hỗ trợ quân sự cho Kyiv. Tổng thống Ukraine dường như cũng không có chiến thắng nào sau cuộc gặp trực tiếp với Đảng Dân Chủ. Cuộc gặp của ông Zelensky với các nhà lãnh đạo đảng vẫn kết thúc với những lời cam kết thường lệ về sự ủng hộ dành cho Ukraine và nguyện vọng gia nhập Liên minh châu Âu, EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cùng với thông báo về một gói viện trợ khác. Tuy nhiên, thời gian chuyển giao gói viện trợ này vẫn là một ẩn số. Không những không có chiến thắng, nhà lãnh đạo Ukraine trở về với một nỗi thất vọng. Washington vẫn không xé rào cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và khéo léo bác bỏ kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky mà ông mang tới Nhà Trắng, lo ngại rằng một quyết định như vậy có thể làm gia tăng xung đột với Nga. Mỹ hiện vẫn là nhà tài trợ lớn nhất của Ukraine, đã đóng góp hơn 56 tỷ đô la Mỹ trong số 106 tỷ đô la Mỹ tổng số tài trợ do NATO và các nước đồng minh huy động để tăng cường quốc phòng cho Kyiv.
viễn cảnh ứng viên Đảng Cộng hòa Kamala Harris có nhiệm kỳ đầu tiên ở Nhà Trắng và tiếp tục nối dài các chính sách đối ngoại của Tổng thống tại nhiệm Joe Biden, làm dấy lên mối lo ngại giữa các nhà lãnh đạo Ukraine vì họ cho rằng cách tiếp cận xung đột Nga-Ukraine hiện nay của Mỹ là quá thận trọng và thiếu quyết đoán. Ngược lại, chiến thắng của ông Donald Trump có thể mang lại hy vọng thay đổi vận mệnh của Kiev trên chiến trường. Một số quan chức Ukraine lạc quan cho rằng ông Donald Trump, trái ngược với bà Kamala Harris, có thể thực hiện các nước đi táo bạo nhằm chấm dứt giao tranh, mặc dù vẫn thừa nhận những hành động mang tính bộc phát của ông cũng có thể làm rạn nứt mối quan hệ giữa Ukraine và phương Tây. Giới chức Kiev vẫn hy vọng rằng lập trường của ông Donald Trump có thể thay đổi trong khi vẫn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ với chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống. Ông Zelensky thừa nhận rằng việc thuyết phục ông Donald Trump hỗ trợ Ukraine trong giao tranh với Nga sẽ là một thách thức lớn, nhưng ông tin rằng điều đó là cần thiết vì tương lai của Kiev phụ thuộc rất nhiều vào các quyết định được đưa ra tại Nhà Trắng. Cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump có lợi thế hơn Phó Tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris trong việc ai sẽ lãnh đạo đất nước tốt hơn trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông, theo cuộc thăm dò của Wall Street Journal tại 7 tiểu bang chiến trường. Theo cuộc thăm dò của Wall Street Journal, ông Trump dẫn trước bà Harris tại 7 tiểu bang chiến trường, với tỷ lệ 50% cho rằng ông có khả năng xử lý tốt cuộc chiến ở Ukraine, trong khi chỉ có 39% có nhận định này về bà Harris. Ông Trump với tỷ lệ ủng hộ 48% cũng dẫn trước bà Harris, người có tỷ lệ ủng hộ 33% ở hạng mục là người phù hợp để xử lý cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Cuộc thăm dò cũng nhận thấy nhiều cử tri ủng hộ ông Trump về kinh tế và nhập cư, trong khi nhiều người tin tưởng bà Harris sẽ làm tốt hơn trong vấn đề nhà ở và chăm sóc sức khỏe. Về sự ủng hộ chung, cuộc thăm dò được công bố ngày 11 tháng 10 cho thấy bà Harris và ông Trump có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau ở 7 tiểu bang có thể quyết định tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Cuộc thăm dò cho thấy bà Harris dẫn trước 2% ở Arizona, Georgia và Michigan, trong khi ông Trump dẫn trước 6% ở Nevada và 1% ở Pennsylvania. Hai ứng cử viên của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau ở Bắc Carolina và Wisconsin. Cuộc thăm dò của Wall Street Journal tại 7 tiểu bang chiến trường được thực hiện với 600 cử tri đã đăng ký ở mỗi tiểu bang, diễn ra từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10, có biên độ sai số là 4% ở mỗi tiểu bang. Reuters cho hay, kết quả sát nút này tương tự như kết quả các cuộc thăm dò khác, cho thấy cuộc đua xít sao trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Cuộc thăm dò bầu cử Mỹ của Reuters Ipsos tuần này cho thấy ông Trump và bà Harris đang bám đuổi rất sát nút trên toàn quốc. Trong đó, bà Harris dẫn trước 46% ủng hộ, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 43%. Trước đó, theo kết quả thăm dò bầu cử Mỹ hồi cuối tháng 9 của tờ The New York Times, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris gần như ngang tài ngang sức ở ba tiểu bang chiến trường quan trọng là Arizona, Georgia và Bắc Carolina. Cuộc thăm dò do trường cao đẳng Marist ở New York, Mỹ thực hiện cho thấy bà Harris và ông Trump đều có sự ủng hộ của 49% cử tri tiềm năng được hỏi ở Bắc Carolina. Ở Arizona và Georgia, ông Trump chỉ dẫn trước 1%, với 50% cử tri tiềm năng được hỏi ở cả hai tiểu bang cho biết sẽ ủng hộ ông, trong khi 49% nghiêng về bà Harris. Cuộc khảo sát được tiến hành với 4.643 cử tri đã đăng ký trên cả ba tiểu bang. Tất cả những người được hỏi đều cho biết có kế hoạch bỏ phiếu vào tháng 11, và 91% bày tỏ sự chắc chắn về lựa chọn của mình. Ba tiểu bang này cung cấp tổng cộng 43 phiếu đại cử tri. Ông Trump đã giành được chiến thắng ở Bắc Carolina vào cả năm 2016 và 2020. Ông cũng đánh bại ứng cử viên Đảng Dân Chủ khi đó là bà Hillary Clinton ở Arizona và Georgia vào năm 2016, nhưng đã để thua ở cả hai tiểu bang này trước Tổng thống Joe Biden vào năm 2020, đánh dấu lần đầu tiên một ứng cử viên Đảng Dân Chủ giành chiến thắng ở Georgia kể từ năm 1992. Một cuộc thăm dò khác do Viện Nghiên cứu Cao đẳng Siena thực hiện vào tháng 8 cho thấy bà Harris dẫn trước đáng kể so với ông Trump ở ba tiểu bang dao động khác là Wisconsin, Pennsylvania và Michigan. Theo dữ liệu của cuộc thăm dò, Phó Tổng thống Kamala Harris dự kiến sẽ vượt qua đối thủ của mình với tỷ lệ 50% so với 46% trên cả ba tiểu bang. Tuy nhiên, vào năm 2020, khoảng cách cuối cùng giữa ông Biden và ông Trump rốt cuộc lại nhỏ hơn nhiều so với các dự đoán của cuộc khảo sát trước đó. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!